Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình. Và giờ đây, tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận, chia sẻ về câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi gọi video cho bố chồng, một hồi lâu tôi mới thấy ông bắt máy, nhưng khác với mọi khi tôi thấy bố chồng mồ hôi nhễ nhại giọng nói hồn hển trả lời tôi tôi và vĩ yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân so với tôi vĩ có hoàn cảnh gia đình không được hoàn chỉnh bố mẹ anh ly hôn mỗi người sống một nơi anh theo bố còn em gái theo mẹ dù sống thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ nhưng vĩ rất hiền lành và thật thà từ ngày lấy nhau tôi về sống cùng chồng và bố chồng bố chồng của tôi không khó tính ngược lại rất thoải mái thường xuyên giúp tôi nấu ăn làm việc nhà khoảng hai tháng trước bố chồng tôi nói muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian ở quê của chồng tôi Gia đình anh có một căn nhà riêng Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc Nên chị họ của tôi cứ gửi một cậu con trai tên là Hùng Sang ở cùng ông Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm Từ ngày bố chồng về quê Ông thường xuyên gọi video cho tôi Bố chồng kể chuyện họ hàng Hỏi thăm tôi và chồng Tôi cũng không thấy phiền Vì nghĩ chắc do ông lo lắng Vợ chồng tôi ở một mình không ai chăm sóc Tôi nghĩ mà thương bố chồng Ông gà trống nuôi con Nên lúc nào cũng không yên Tôi an ủi ông rằng Chúng tôi tự lo cho mình được Bố chồng cứ việc thoải mái Nghỉ ngơi ở dưới quê Đến một tối Bố chồng gọi đến như thường lệ Nhưng tôi đang làm việc với khách hàng Nên không tiện bắt máy Sau đó Khoảng một tiếng khi chuẩn bị về nhà Tôi gọi video cho bố chồng Một hồi lâu tôi mới thấy ông nhưng khác với mọi khi tôi thấy bố chồng mồ hôi nhễ nhại giọng nói hồn hển trả lời tôi tôi hỏi bố chồng có phải không khỏe nhưng ông khăng khăng nói mình không sao tôi không yên tâm tôi sợ ông bệnh gì lại có một mình thì làm sao tôi lớn tiếng gọi hùng xem nhưng sao chẳng thấy nó đâu tôi đang định cúp máy gọi cho họ hàng bên chồng để sang nhà xem bố chồng như thế nào thì bất ngờ khi thấy đằng sau lưng bố chồng Có cái gì đó đang nhúc nhích Tôi nhìn thấy có một bóng đen Đang trốn sau cánh cửa Sau đó Tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài Bóng đen đó hoảng sợ Nên nhảy ra ngoài Đó là cô hàng xóm kế bên nhà của bố chồng tôi Cô ấy đã có gia đình rồi cơ mà Tôi điếng người không nói nên lời Còn bố chồng thì vội vàng cúp máy Sau hôm đó Ông xin tôi giữ kín chuyện này. Tôi thật sự rất khó xử và thấy bố chồng làm như vậy không đúng chút nào. Dù ông có muốn tìm phụ nữ thì cũng nên tìm người độc thân, sao lại muốn phá gia đình của người khác? Tôi nên làm sao cho đúng đây? Nói với chồng hay là chỉ khuyên bố chồng thôi đây? Vâng, xin kính mời quý vị các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng Tôi bám theo sau rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt Tôi điếng người khi thấy tôi và chồng trước đây đã ly hôn 5 năm Tôi nuôi con trai Chồng tôi có điều kiện tài chính Anh nói rằng sau khi lấy nhau thì tôi không cần phải đi làm Nhưng tôi không thích ở nhà chồng nuôi Vẫn muốn độc lập về tài chính Sau khi lấy nhau một thời gian Tôi và chồng vẫn chưa có con Bố mẹ chồng nôn nóng Muốn có cháu Thường xuyên thúc giục vợ chồng tôi Trời thương Sau 2 năm kết hôn Tôi sinh ra được cậu con trai kháo khỉnh Từ ngày mang thai tới lúc sinh con Tôi được chồng và bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo Quả thật tôi thấy mình rất may mắn Sau khi có con nhỏ Cả chồng và bố mẹ chồng đều muốn tôi ở nhà nuôi con Tôi đánh đo lắm nhưng con tôi thời gian đó sức khỏe khá yếu nên tôi cũng đành xuôi theo thời gian đầu tôi không quen lắm nhưng dần dạ cũng không thấy khó chịu nữa chồng tôi thì ngày một bận rộn sau đó tôi phát hiện chồng ngoại tình đến một hôm một người quen gửi cho tôi bức ảnh chồng và một người phụ nữ khác nắm tay nhau thân mật khi ra ngoại tôi chết sững người phụ nữ này là khách hàng của chồng tôi tôi từng nghe anh nói tôi hai mặt một lời với chồng tôi muốn anh giải thích chồng tôi không hề hoảng hốt bình thản nói xin lỗi tôi vì đã không giữ được mình anh nói tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ nắm tay và hôn anh chưa từng lên giường với cô ta anh còn hứa với tôi sẽ chia tay với nhân tỉnh dù chồng tôi đúng là đã cắt đứt với nhân tỉnh nhưng tôi vẫn đau lòng lắm Nghĩ cho con cái Tôi quyết định cho chồng một cơ hội Sau đó khoảng nửa năm Vợ chồng tôi mới hòa hợp lại được như cũ Từ đó đến nay đã ba năm Tôi tình cờ gặp lại nhân tình của chồng ngày trước Tôi điếng người khi thấy cô ấy đang bế một đứa trẻ khoảng hai tuổi Thằng bé trông giống như chồng tôi Tôi nhớ lại Ngày trước khi chồng chia tay với nhân tình Anh nói muốn bồi thường cho cô ấy một số tiền Chẳng lẽ đó là khoản tiền để nuôi đứa trẻ này hay sao chồng tôi đã biết về đứa trẻ này từ trước mà vẫn âm thầm lừa dối tôi sao giờ tôi phải làm sao đây vâng thưa quý vị và các bạn tôi lại gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện ngắn cũng đầy cảm xúc và đau lòng chua xót cho những cặp vợ chồng như thế này Câu chuyện trước thì nó tới bố chồng và nàng dâu Câu chuyện sau thì nói về người chồng đã âm thầm phụ bạc người vợ của mình Và đã có con riêng ở ngoài Thưa các bạn, trong thời gian gần đây Tôi luôn gửi tới các bạn những câu chuyện ngắn trong gia đình cũng như là xã hội trong và ngoài nước được mọi người đón nhận rất là nhiều. Tôi rất chân thành cảm ơn quý vị trong thời gian dài vừa qua lúc nào cũng luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến ủng hộ xây dựng cho kênh của tôi. Và tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt